Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì lúc trước thì vào 2 tuần trước nữa, vào nửa tháng trước thì mình có gửi tới các bạn cái dự án là AFI Financy nhận một token AFI. Thì hiện tại thì mình có nhận được cái thông tin thì nó yêu cầu chúng ta là update cái địa chỉ ví. Thì ở cái video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là update cái địa chỉ ví để sau này nó phân phối cho chúng ta nhé. Thì trước đây bạn nào tham gia vào cái airdrop nhận một token AFI Fantasy này thì bây giờ các bạn đăng nhập lại cái tài khoản của các bạn nhé. Thì cái link đăng nhập mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn. Thì ở đây nó sẽ có hai link, mình sẽ để một cái link đăng nhập và một cái link để chúng ta là update cái địa chỉ ví của chúng ta nhé. Ok, thì trước đây bạn nào tham gia vào cái airdrop này thì trên kênh của mình là ở bài viết số mấy ta? Biết 2083 này nhận token là EIFP này. Ok, thì bây giờ các bạn vào lại cái link giúp mình nhé. Các bạn vào đầu tiên á thì các bạn vào link đầu tiên dưới phần mô tả video nhé. Sau đó sẽ yêu cầu các bạn là login. Thì các bạn login cái tài khoản mà trước đây các bạn đăng ký vào nhé. Các bạn login. Ok, thì sau khi các bạn login xong thì nó sẽ có cái giao diện như thế này. Các bạn chỉ cần login thôi nhé. Sau khi các bạn login xong ấy thì các bạn nhấn vào cái link dưới, các bạn vào link thứ hai dưới phần mô tả video giúp mình nhé. Các bạn vào link dưới thứ hai dưới phần mô tả video thì nó sẽ tự động dẫn các bạn đến cái trang cá nhân của cái dự án này luôn nhé. Chứ ở bên đây là không có cái trang cá nhân, chúng ta không thể vào được trang cá nhân ở đây. Mà sau khi các bạn đăng nhập vào cái link đầu tiên ấy và sau khi đăng nhập xong thì tiếp theo đó thì các bạn vào link thứ hai dưới phần mô tả video thì nó sẽ tự động dẫn các bạn đến trang profile của cái dự án này thôi, của các bạn nhé. Thì bên trong trang một profile này nó sẽ có ở phần account này, nó sẽ có một cái phần một profile này thì nó sẽ có cái giao diện như thế này. Thì ở trong phần này nó sẽ có cái hai mục, đó là một profile và một wallet nhé. Các bạn nhấn vào phần wallet cho mình đấy. Thì phần wallet này thì nó yêu cầu chúng ta là update lại cái địa chỉ ví của chúng ta là cái địa chỉ ví Binance Smart Chain mạng BSC các bạn. Thì cái địa chỉ ví thì các bạn copy lại cái địa chỉ ví BSC của bạn, Binance Smart Chain của các bạn nhé. Địa chỉ ví thì các bạn dùng ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask hoặc là ví Sealbay. Các bạn copy lại cái địa chỉ Smart Chain của các bạn. Sau đó các bạn quay trở lại với trang web. Thì ở phần wallet này các bạn dán cái địa chỉ ví Binance Smart Chain của các bạn vào đây. Như vậy là xong rồi nha. Sau khi các bạn dán xong thì các bạn ấn nút update giúp mình nhé. Cái dòng mà chữ update màu xanh này nè, các bạn ấn nút update. Thì sau khi các bạn ấn vào nút update xong thì sẽ có một cái code nó gửi về email cho các bạn. Các bạn vào bên trong email, các bạn lấy cái đoạn code đó nhé. Ok, eFinancy này. Nếu mà ở thư mục chính không có thì các bạn có thể là tìm trong thư mục rác nhé. Thì bên trong email nó sẽ có một cái đoạn code, các bạn copy lại cái đoạn code đó giúp mình nhé. Sao chép lại. Sau đó các bạn quay trở lại với trang web. Các bạn dán cái đoạn code OTP đó vào đây. Sau đó các bạn ấn vào nút submit một lần nữa nhé. Ok, wallet update socket này này. Như vậy là chúng ta đã update cái địa chỉ ví của chúng ta thành công. Như vậy là xong thôi. Ok, thì về việc cái trang chủ của nó thì nó có là without like. Có nghĩa là sau 28 ngày nữa nó sẽ cho chúng ta rút về ví của chúng ta nhé. Nó sẽ cho chúng ta rút. Đây. Hiện tại hình như là nó đang trong chương trình bán hàng free sale các bạn. Cho những ai muốn mua ấy. Và mình khuyên ở dự án này thì các bạn không nên mua nha. Chúng ta chỉ tham gia drop thôi, được thì được thì còn không được thì thôi nha. Cái dự án này nó chuyển liên tục với các bạn. Thì sau này chúng ta có thể là vào đây chúng ta rút thôi. Hiện tại thì nó chỉ có mới deposit thôi, chưa có nút withdraw nha. Thì tới đó thì khi nào nó cho rút 28 ngày nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người rút nha. Ok, thì như vậy là cái video mình update lại hướng dẫn các bạn là update cái địa chỉ ví để rút cái con token EFI từ dự án A5 Financy đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.